Chào anh em cần thủ đến với kênh máy câu Nhật bãi nha. Hôm nay mình lên lô cần ha, toàn là cần ISO hết nha. Với lại một vài cây Ikada thôi ha. Lời đầu chúc anh em nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn an lành nha. Rồi, mình lên video số 125 ha. 125 nha. Rồi, cây số 1 nha. Cây số 1 này là cây ISO ha. Dài nó là 4,5 m nha anh em. Dài 4,5 m. Đọt là 1,8 ly ha, dài 4,5 m, đọt 1,8 ly. Khoen bát là Fuji hết nha, khoen bát Fuji. Đó. Cần về ngoại hình thì đây nha. Lóng gốc có bị một vài chấm chóc sơn ha. Đó, bát Fuji FS7. Về ngoại hình còn khá sáng á nha. Cái cần này còn sáng lắm. Rồi, mã số 1 ha. Mã số 1 ISO dài 4,5 m. Đọt 1,8 ly á nha. Đọt nó tầm đó ha. Rồi, chất liệu là Fib nha. Giá của nó là 250k bao ship ha. Mã số 1. Chiều dài thu gọn nó 1 m nha anh em. 1 m 1 á. Chiều dài thu gọn đó. Rồi, mã số 1 ha. Mã số 2 nha. Mã số 2 là một cây ISO luôn ha. Đọt số 3, dài 4 m. Chất liệu là carbon ha. Bát là Fuji nha. Bát Fuji này, chất liệu carbon ha. Có phủ lớp sơn kim tuyến này nha. Đó. Rồi này là ISO khoen lỡ ha. Đấy. Khoen nó là khoen Fuji trồng xứ xám nha. Khoen Fuji trồng xứ xám. Đọt 1,4 ly ha. Mã số 2 đọt 1,4 ly. Độ cứng gói 4 á, dài 4 m, độ cứng 3 dài 4 m ha, chất liệu carbon. Ngoại hình bên trong còn đẹp nha, có lóng kế cuối này thì có một vài chấm chày thôi nha. Một vài chấm thôi, còn ngoại hình còn khá đẹp. Mã số 2 ha. Mã số 2 này gửi đến anh em giá là 550k bao ship nha, 550k bao ship. Mã số 3 ha. Mã số 3 là cây cần ISO đọt số 4, dài 5,4 m ha. Bát là Fuji. Đó, lóng gốc thì hơi bị chày nha anh em, lóng gốc chày. Cũ. Rồi, có chấm chày ha. Cây này là đây, dàn khoen nó khoen Fuji trồng xứ xám hết nha, khoen Fuji trồng xứ xám. Đọt 1,4 ly ha, đọt 1,4 ly. Khoen lớn nha anh em. Dàn khoen khá lớn này. Chất liệu là carbon ha, chất liệu carbon. Khoen Fuji trồng xám nha. Rồi, cây này ngoại hình có chày xước nha. Rồi, mã số 3 ha. Mã số 3 này dài 5,4 m, đọt số 4. Cây này mình gửi đến anh em giá là 550k bao ship ha, mã số 3 ha. Mã số 4 anh em. Mã số 4 là cây Daiwa Fib đỏ nha. Cây Daiwa Fib đỏ, bát là Fuji FS7 ha. Dài là 3,7 m nha, dài 3,7 m. Ngoại hình có cũ rồi, chày xước ha, ngoại hình có nha. Đây. Nó bị chóc sơn là chính nha. Đó. Cây này đọt nó là 1,6 ly ha, đọt 1,6 ly. Dài 3,5 m đi. 3,6 m. Đó, ngoại hình có chấm chóc sơn hết ha. Đó. Cây này là mã số 4 nha, 180k bao ship, mã số 4. Mã số 5 ha. Mã số 5 là một cặp cần của Daiwa nha, chất liệu là Fib đỏ ha, Daiwa Fib đỏ. Một cây dài 2 m nha anh em. Đây, cây dài 2 m đây. Cái khoen nó bằng inox nhỏ này anh em thấy không? Đó. Rồi, dài 2 m nha. Rồi, cây này dài nó là 2,7 m ha, nhưng mà cái khoen này nha, li ti ha. Này mình không biết là đời câu gì luôn. Đó, có hai cây ha, một cặp nha. Mã số 5 ha. Mã số 5 này mình gửi đến anh em giá là 280k bao ship ha, mã số 5 nha. Đó. Cần rất đẹp nha. Bát là một cây bát Fuji FS5, một cây Fuji FS6 ha. 280k bao ship, mã số 5. Đó, mã số 6 ha. Mã số 6 là cây cần dài 4,5 m nha anh em. Dài 4,5 m. Cây này đọt 1,8 ly ha, 1,8 ly.
ISO nha anh em, ISO khoen nhỏ ha. Đó. Cần ISO. Thì cây này có cái lóng gốc là xấu ha, lóng gốc nó bị chảy xước anh em. Lóng gốc nó bị chảy xước ha, chảy sơn chứ. Đó, bị chảy sơn, tróc sơn ha. Rồi. Mã số 9 nha. Ở đâu mã số 6 chứ? Bát là Fuji FS6, cây này mã số 6 ha. Mã số 6 dài 4,5 m, đọt 1,8 ly. Sở hữu dàn khoen Fuji trồng xám hết nha nha. Fuji trồng xám ha. Rồi mã số 6 này gửi đến anh em giá là 250k bao ship ha. Mã số 7 nha. Mã số 7 là một cây cần của hai bô ha. Đó, dài 3,6 m. Đây. Dàn khoen là khoen khoen hãng nha, khoen nó khoen hãng hết ha. Khoen trồng xứ xám này nha. Rồi. Chất liệu nó carbon ha, đọt 1,4 ly nha, chất liệu carbon. Đó. Ngoại hình thì còn mới lắm anh em, cây này ngoại hình mới khá đẹp á. Dài có 3,6 m thôi ha. Đó. Rồi, mình xem. Đây. Phôi carbon khá dày nha, mã số 7 ha. Mã số 7 này gửi đến anh em giá 280k bao ship nha, 280k bao ship ha. Mã số 7 ha. Đó. Rồi, mã số 8 nha. Mã số 8 là cây Daiwa nha, cây cần Daiwa. Cái lóng gốc của nó bị chày và bị chóc sơn nhiều ha. Bát Fuji FS7. Dài cần là 4,5 m nha, dài 4,5 m. Cây này đọt lớn là 2 ly, chất liệu là fib nha. Chất liệu nó chất liệu fib. Đó. Cái này các cái lóng thì có cái lóng gốc là chày bị chóc sơn nhiều ha, lóng gốc bị chóc sơn nhiều. Đó, chóc sơn nhẹ thôi. Rồi, mã này là mã số 8 ha. Mã số 8 mình gửi đến anh em giá là 230k 250k bao ship nhá. 250k bao ship mã số 8 ha. Rồi, cần mã số 8 này dài nó 4,5 m nhá. Dài 4,5 m, đọt lớn đó nha, đọt 2 ly. Rồi, lên mã số 9 ha. Mã số 9 là cây Daiwa nha, cây Daiwa. Bát là Fuji FS7. Đọt số 2 dài 5,4 m. Dàn khoen nó là khoen Fuji trồng xám nha anh em, khoen Fuji hết ha. Khoen zin nha, khoen Fuji trồng xám. Đọt là 1,2 ly ha, đọt 1,2 ly. Đó. Cây này ngoại hình nó khá đẹp nha anh em, ngoại hình nó khá đẹp. Rồi. À, cái lóng kế gốc thì bị chóc sơn nha, có lóng kế gốc bị chóc sơn anh em. Đây ha. Một lóng kế gốc bị chóc sơn thôi nha. Đó. Còn lại các lóng khác đẹp. Đọt số 2 ha, dài 5,4 m, sở hữu dàn khoen là khoen Fuji luôn nha. Dàn khoen Fuji trồng xám luôn ha. Rồi. Cây này mã số 9 ha, mã số 9. À, đọt số 2 dài 5,4 m. Đó. Gửi đến anh em giá là 280k bao ship nha. Rồi mình lên mã số 10 ha. Mã số 10 là một cây ISO. Đây anh em, đọt số 3. 6 lóng ha, dài của nó 6,3 m, mà mình đo thực tế là cây này còn 6,1 m nha anh em. Chất liệu là carbon ha, chất liệu là carbon. Sở hữu dàn khoen Fuji nha anh em, dàn khoen Fuji này anh em. Đó, khoen Fuji trồng xám ha. Trồng xứ đen đấy chứ, mình thấy đen mà. Đó. Sở hữu dàn khoen Fuji trồng đen nha, cây này đọt là 1,4 ly nha, đọt 1,4 ly, carbon xoắn ha. Đó, chất liệu là carbon nha, chất liệu nó carbon. Về ngoại hình thì cây này cũng đồ bãi mà, cũng có chóc sơn ha, cũng có chóc sơn nhẹ. Đó. À. Chóc sơn nhẹ, có cái khoen này nha, khoen này là khoen Fuji mà mình thay vô nha. Đó, có thay một cái khoen Fuji ha. Rồi, dài là 6,1 m nha, đọt số 3 dài 6,1 m, duỗi ra thẳng nha anh em, duỗi ra rất thẳng nha. Cái này mình gửi đến anh em giá là 800k bao ship ha, 800k bao ship. Mã số nó là mã số 10 ha. Đây. Mã số 10 nha, chất liệu là carbon ha, dài 6,1 m. Đó. Cây này nội địa Nhật nha, bát là Fuji FS7. Đẹp nha anh em. Rồi, mã số 11 ha. Mã số 11 là một cây cần đọt số 2 dài 5,3 m. Chất liệu là carbon nha, cây này còn khá mới. Đó, ngoại hình thì cây này là
rất mới nha anh em, rất mới ha. Bát là Fuji FS6. Rồi, bát Fuji FS6 nha. Cái này mới lắm anh em. Đọt của nó là 1,2 ly ha, đọt 1,2 ly. Đọt hình như cũng được phủ một lớp kim tuyến luôn nha. Cây này thì nhìn ngoại hình mới tinh nha, carbon xoắn nha, carbon xoắn này. Mới lắm. Không thấy vết chảy ha, không thấy chảy xước. Đọt số 2 dài 5,4 m nha, chất liệu là carbon ha. Ồ mới tinh nha. Rồi, cây này mã số 11 nha. Mã 11 này gửi đến anh em giá là 650k bao ship nhé, 650k bao ship. Lên mã số 12 ha. Mã số 12 là một cây cần Svan Line ha. Cây này là của Shimano nha, Shimano. Shimano made in là bát là Fuji ha, bát đẹp luôn đời cao. Đó. Tem này anh em, tem chữ nổi ha, tem chữ nổi. Đó, tem chữ nổi này anh em. Shimano ha, cây này là cây Shimano. Đó, đẹp nha. Ngoại hình không thấy chảy xước đâu nha, không thấy chảy xước mấy. Đó, sở hữu dàn khoen nó là khoen Fuji ha, khoen Fuji. Có đóng chữ Fuji hết nha. Khoen Fuji trồng xám ha. Cây này zin nha, đọt 1 ly. Đó, đọt 1 ly ha. Đó. Dòng Shimano này hàng hệ nha, duỗi ra là thẳng tắp ha. Duỗi ra rất thẳng nha. Đây là một khúc này nó láng nha, đến một đoạn này á, là nó lại nhám nha, đoạn nhám. Rồi đến đoạn láng, đến đoạn nhám. Đó. Ha. Chứ nó không có láng hết ha, đoạn láng này, đoạn nhám này. Đoạn láng, đoạn nhám nha. Cây này hàng hệ nha anh em. Cây này hệ ha. Đẳng cấp luôn. Rồi. Cây này là Shimano. Đọt số 1.5, dài 5,3 m. Đọt số 1.5 ha, dài 5,3 m. Cây này là Shimano của Made in China xuất Nhật nha. Đó, rất là đẹp ha. Anh em đừng có chê hàng China nhà Advan ha. Cây này dàn khoen bát Fuji chuẩn luôn nha. Rồi, cái này gửi đến anh em giá là 850k bao ship ha. 850k bao ship, mã số 12 ha. Lên mã số 13. Lên mã số 13 nha. Mã số 13 là cây đọt số 1, dài 4,5 m. Cây này là nội địa Nhật nha anh em. Nội địa Nhật, nặng nó có 140g thôi. Này, nó ghi là 4,6 m á, 4,6 m, còn trên này là 4,5 m. Bát là Fuji FS6 nha, cây này là dạng cần tay chợ máy này nha, dạng cần tay chợ máy ha. Đó, mã số 13 nha, cần tay chợ máy á. Carbon xoắn nè, đọt nó là 0,8 ly nha, đọt 0,8 ly. Sở hữu dàn khoen Fuji ha, sở hữu dàn khoen Fuji trồng xám này. Đọt có 0,8 ly thôi ha, cây này rất là ok nha. Ngoại hình thì mới tinh nha, ngoại hình rất mới ha. Đó. Không có chảy xước gì đâu, carbon xoắn ha, xoắn tít luôn. Xoắn nổi nổi, cộm cộm ha. Rồi, cây này mình gửi đến anh em giá 600k bao ship nha, 600k bao ship. Cây này đẹp nha anh em, cây này rất đẹp ha. Đó, đọt số 1 dài 4,5 m nha. Khi rút ra có thể lên đến 4,6 m này, nó ghi 4,6 m ha, 5 lóng, nặng 140g nha. Hàng hệ nha anh em, mã số 13 ha. Rồi mình lên mã số 14. Mã số 14 là cây Olympic nha anh em, cây cần Olympic. Bát là Fuji FS6 ha. Cây này đẹp nha anh em. Đó, bị dính keo này. Chùi nhẹ là hết ha. Olympic. Đọt số 1 dài 5,4 m, carbon xoắn nha. Carbon xoắn. Đó. Đọt của nó là 0,8 ly ha, đọt 0,8 ly. Đó. Chất liệu là carbon hết ha, chất liệu carbon. Màu gốc cần màu đỏ nha, cái này đẹp anh em. Carbon xoắn nổi gân nhẹ ha, nổi nhẹ thôi. Đó. Lúc này thì lại trơn nè. Có cuộn gân nhẹ nhẹ thôi chứ không có cộm đâu. Ngoại hình đẹp nha, cây này ngoại hình đẹp. Rồi. Mã số, đây, chỗ này có chóc nhẹ tí sơn thôi, không ảnh hưởng đâu. Chóc nhẹ tí sơn ha. Mã số 14 ha, mã số 14 này đẹp nha. Gửi đến anh em giá là
600k bao ship ha, mã số 14 nha. Mình xúc. Rồi mình lên tiếp mã số 15 ha. Mã số 15 anh em là một cây đọt số 2, dài 4,5 m, cứng nó là DX nhé. Bát là Fuji FS6, 4,5 m thôi ha. Này thì mình đã thay cái khoen đầu bu này, khoen đầu bu chống xoắn cho dễ chơi nha. Đọt nó 1,6 ly nha, 1,6 ly. Cây này về ngoại hình đẹp nha, ngoại hình nó không những đẹp mà rất đẹp luôn. Đó, hàng hệ nha anh em, hàng của Siuta ha, Siuta. Đó, rất đẹp nha anh em, ngoại hình còn mới đẹp. Rồi, cây này là đọt số 2, dài 4,5 m, Siuta ha. Mình thấy đóng cái mác Siuta này nha. Carbon xoắn ha, carbon xoắn tiếp. Đó. Rồi, bát là Fuji FS6 nha. Mã số 15 ha, mã số 15 nha. Cái này gửi đến anh em giá là 500k bao ship. Mã số 15 ha. Lên mã số 16 nha, cũng cây Siuta luôn. Chất liệu là carbon xoắn ha. Đó, xoắn dạng xoắn X này. Đọt số 2 dài 5,4 m, cứng nó DX nha. Bát là Fuji FS6. Cần còn đẹp nha. Rồi, các cái lóng bên trong còn sáng trưng. Đó, lóng bên trong còn sáng nha. Khoen bát nó Fuji hết ha, khoen bát Fuji trồng xám hết. Ngoại hình đẹp. Rồi, đây ha, sở hữu dàn khoen Fuji trồng xám này. Rồi, cây này mã số 16 ha. Mã 16 này cái đọt nó 1 ly nha, đọt 1 ly ha, mã 16. Cái này gửi đến anh em giá 650k bao ship nha, mã 16 ha. Rồi, mã 17. Mã 17 là cây cần Ryobi nha, đọt 1 dài 5,3 m, chất liệu là carbon ha. Cây này Ryobi Made in Korea nha, có mã code ha. Bát là Fuji FS6. Bát nó bát Fuji FS6 nha. Cái lóng gốc thì có, không biết nó phủ cái lớp gì đây, nhưng mà thấy này, có chóc chóc nhẹ thôi, không đáng kể đâu ha. Có chóc sơn nhẹ, còn các lóng trong thì đẹp hết nha, carbon ha. Rồi, đó. Cây này đọt nó 1 ly 2 nha, đọt 1 ly 2 ha. Cái này mình thay khoen đầu bu nha anh em, thay khoen đầu bu rồi. Còn về ngoại hình còn đẹp hết. Rồi, sở hữu dàn khoen Fuji ha, dàn khoen nó khoen Fuji nha. Đó. Cây này mình gửi đến anh em mã số 17 ha. Mã số 17 gửi đến anh em giá là 500k bao ship nha. Lên mã số 18 ha. Mã số 18 là cây cần đây nha, C-Mat này. Bát là Fuji FS6, đọt số 2, dài 5,4 m ha. Chất liệu là carbon nha, chất liệu carbon. Về ngoại hình cây này còn khá mới nha. Đấy, chất liệu carbon xoắn ha, bon xoắn tít à. Đọt số 2 ha, dài 5,4 m, chất liệu carbon xoắn. Ồ, cây này đọt nó là 1 ly nha anh em, đọt được 1 ly ha. Đó. Khoen bát zin hết nha, khoen là khoen Fuji trồng xám ha. Cây này mình gửi đến anh em giá là 600k bao ship nha. Mã số 18 ha. Đẹp nha anh em, rất đẹp ha. Đó, chất liệu carbon nha. Mã số 18. Rồi, lên mã số 19 nha. Mã số 19 là một cây cần Daiwa ha. Đọt số 3, dài 5,3 m. Bát là Fuji FS7, cần Daiwa ha. Đó. Đọt 3 dài 5,3 m nha, là bị dính keo này nha. Nó chỉ bị dính keo thôi ha. Rồi. Cây này đọt nó tầm 1,4 ly nha, đọt 1,4 ly. Dàn khoen là khoen Fuji trồng xám ha, còn Zinet nha anh em. Đó. Các cái lóng bên trong đẹp anh em. Lóng bên trong của nó rất đẹp nha. Ồ, không thấy chảy xước.
có bên lóng bên ngoài bị dính keo thôi, các lóng bên trong còn mới tinh rồi nha. Ồ, không có một vết chảy nha. Các cái lóng bên trong còn bên ngoài là bị dính keo nha. Nè, bị dính keo xấu tí chỗ này ha. Đó, rồi cần khá mới mà đẹp nha. Cái này mình gửi đến anh em giá là 850k bao ship, mã 19 ha. Rồi, mã 20 nha. Mã 20 là một cặp nha. Đây nha, là một cây này là cây Olympic ha, cây Olympic. Rồi một cây là chữ nhật không à, cái này mình không biết. Thì cây Olympic này á là dài nó, ồ nó nhỏ chút xíu à anh em. Mã số 20 cây Olympic này dài mình nghĩ chắc mét. Dài nó 1m3 thôi nha, dài có 1m3 thôi. Bát là Fuji FS5 mà. Trời, FS5 là thấy hơi hiếm rồi đó. Cần Olympic ha. Đó, dài nó ngắn nha. Hai khúc thôi. Mà cái đọt nó bé chút xíu à nha. Nè, đây ha. Đó. Dàn khoen cũng nhỏ xíu luôn ha. Đó. Rồi, cây này là cây số mã số 20 ha. Rồi, thêm với một cây Ikada nữa nha. Rồi. Cây Ikada này là phải gỡ ở đây ha. Gỡ ở đây nha anh em. Đó, cái đọt đây ha. Rồi, cái đọt thì bị gãy mất đoạn nha. Đó, mà khoen nó khoen sắt, à khoen inox bé tí này. Đó, rồi cây Ikada này cũng 1m3 luôn ha. Cặp này là 1m3, 1m2 đến 1m3 nha. Là hai cây ha. Hai cây này mình gửi đến anh em giá là 230k bao ship nha. 230k bao ship. Mã số 20 ha, mã số 20 nguyên cặp nha. 1m3 ha, bát Fuji FS5. Rồi bát Fuji đúng rồi ha, cần một cây Olympic còn một cây chữ nhật luôn không biết ha. Rồi hai cây này nha. Giá là 230k bao ship, mã số 20 ha. Rồi. Lên mã số 21 ha, có một cặp cần Ikada. Một cây là dài 1m5 ha, một cây dài 2m1. Các cái đọt nó là đọt thủy tinh nha anh em. Có hai cây ha, đọt thủy tinh nha. Đó, đọt thủy tinh rất dịu ha. Nè, nó dẻo quẹo và đọt nó đọt thủy tinh nha anh em. Rồi nguyên cặp ha. Một cây dài 1m5 và cây dài 2m1 nha anh em. Cây dài 1m5, cây dài 2m1 ha. Ikada này trên mình miền núi không ai chơi, để cửa hàng chân hoài mệt. Ha, không ai bán mua cây này hết. Rồi, bán rẻ luôn nha. 280k bao ship ha, nguyên cặp nha. Mã số 21 ha. Lên mã số 22 nha. Mã số 22 là mình lên con máy đi nha. Đây. Mã số 22 lên con máy này ha. Con máy này là máy Roki 7 nha, Ryobi Made in Japan ha. Nó là chết tay bên phải nha. Hoạt động thì mượt này nha. Đó. Mô bin chết luôn ha, mô bin chết luôn. Đó. Rồi, sở hữu một cuộn nhựa mới tinh nha, cuộn dây bền này, mới tinh. Đó. Rồi, mã số 22 ha. Mã số 22 này gửi đến anh em giá là 450k bao ship nha, mã số 22 ha. Rồi. Lên mã số 23 nha, mã số 23 vào. Đây nha, lên con to ha. Anh em nào chơi chơi nha. Mã số 23 con Olympic nha. Con này size 20.000 nha anh em, size 20.000. Cước số 20 vào 180m. Nặng của nó là 1020g ha. Ratio là 1.32 ha, 3.2 thôi. Đó, siêu khỏe nha. Mã số 23 ha. Con này gửi đến anh em giá 1.2 triệu nha, mã số 23. Mã số 24 ha, cũng là một con máy này là con máy Olympic luôn ha. Đó. Thì cước số ratio là cước số 20 và 180m ha. Cũng y chang nha. Con này mới hơn ha, rất mới nha. Đó, mã số 24 ha. Con này gửi đến anh em giá 1.4 triệu nha. Máy đổi tay trái phải, hoạt động thì khỏi chê ha. Mã số 24 nha. Rồi, lên con nữa mã số 25 ha. Mã số 25 là con Navi đi nha. Con này xách tay nhập về nha, hàng chưa qua sử dụng ha. Navi Navi 2000 nha, nhưng mà size thực nó là size 3000, cước số 3 và 150m này nha. Cước 3 và 150m ha, cước 4 và 120.
Rồi, con này mình gửi đến anh em giá là 750k bao ship nhá. Mã số 25 ha. Mã số 25. Mã số 26 ha. Mã số 26 đây nha. Mã số 26 con máy đâm quick ha. Nó là của Thụy Điển nha anh em, Made in ha, Thụy Điển. Đó, chuẩn 100% nha. Đây, rất đẹp ha. Ngoại hình hầu như chưa có chảy xước đâu nha. Hàng đồ cổ nha. Đó. Con này có 3 chế độ ha. Chế độ này chỉ quay lui được thôi nha, cứng ngắc này. Rồi, chế độ thứ hai là quay tới quay lui này. Đó, chế độ thứ ba này. Đó. Rồi, máy có cốt trợ lực ha, mô bin sống, có cốt trợ lực nha anh em. Nhất là mô bin sống, thứ hai là có cốt trợ lực ha. Đó. Dòng này hơi hiếm nha anh em. Đó, có cốt trợ lực. Ở bên bên trong mở ra hoàn toàn mình thấy bằng đồng thau ha, sáng trưng luôn nha. Đó. Con này mình gửi đến anh em giá là 1.800.000 nha, 1.800.000 bao ship ha. Con này cam kết với anh em là hàng xách tay Mỹ nha. 1.800.000 bao ship. Đó. Có một cặp luôn ha. Anh em nào lấy cả cặp thì alo mình nha. Giá nó là 1.800.000 ha. 1.800.000 một máy nha, bao ship này. Đó. Hoạt động là mượt ha. Đó. Rồi, mã số 26 ha. Hôm nay mình lên 26 mã nha. Chào anh em ha. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại mình nha, 0918720629 nha. Liên hệ qua Zalo luôn cũng được ha. Chốt ở trên kênh thì nhiều khi YouTube nó bị ẩn á, nó bị ẩn cái comment của anh em, mình không kịp ha, mình không nhìn được nha. Anh em cứ kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin mình cái ha. Rồi chào anh em nha.